bạn luôn. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Lời đầu tiên cho kênh Sân Bắc Sông Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Sáng nay anh em mình tiếp tục đi thăm bãi rắn nha cả nhà. Bờ bên đây hóm gầy ba cái bờ không có thu nhập chứ. Dính yếu quá cả nhà. Bờ này người ta dọn cũng nghe chóng rồi. Nên đi bờ đó nha. Rồi mình qua mình đi bờ giữa, em mình đi bờ biển đây với bờ biển kia nữa. Mình thăm dài lên cái nào có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Sáng nay trời chuyển mưa quá trời luôn nè cả nhà. Đó, đang hụ chân nè. Điều chứ. Trời này sao thấy nguy hiểm quá. Biết anh em mình đi thăm có bị mắc mưa không đây nữa. Rồi cái nào có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Cùng theo chân anh em mình đi thăm bẫy nha cả nhà. Hy vọng bữa nay anh em mình sẽ trúng lớn nha. Anh em mình có hai tay, cái này mình có tay kia nha. Đứng lại. Đứng lại hả? Chết gì mà mình kia. Ôi khi còn sống, còn sống. Chết. Chết. Chết hả? Còn sống mà cũng muốn chết à. Cũng muốn lấy cả nhà. Chết. Chắc này cũng vừa chết luôn. Mới nè. Em gắn lấy đầu tiên nha cả nhà. Gắn này cũng nhỏ rồi bạn ơi. Gắn này do nó ăn mồi nó mới dính chứ không ăn mồi chắc chưa chắc dính. Muốn lọc luôn ha. Ừ, ăn mồi nhé. Ăn mồi chuông vô dính cục mồi đó. Khoảng 200 gram nha cả nhà. Chết, cỡ 250 gram. Tại vì nhỏ quá lưới mình không dính. 250 gram đó, còn rải anh thấy nó nhỏ nhỏ nặng lắm. Gì mà chết, nó lôi gân khúc gì mà chết vậy? Nổ khúc mà cục màu nè, nó mắc thở nữa nè. À. Con này gì á? Con này mới chết nha cả nhà. Còn ngáp ngáp nữa mà, mới chết. Làm gì vậy? Cho nó ra đi. Chắc nó thúi chắc banh làng quá. Chứ để về nhà mặn cái gì hả? Nhái gì vậy? Mình đang cho nó ói mồi ra. Ói mồi ra bạn ơi. Thúi quá. Này gì con nhái mà nó chết mà. Chứ phải không? Chết vì cái tội tham ăn. Ăn còn bự quá. Trời ơi, nhái bành kia. Rồi con đầu tiên mở hàng, con đầu tiên mà chết này. Quá trời trời thắt mấy bạn ơi, bữa nay chắc thắt thu thiệt rồi quá. Nãy giờ thăm một đống lưới mà im ke gần hết lưới luôn rồi, dính mới có một em. Hy vọng là dính cặp đồ mới nhiều thôi. Rồi thôi em mình sửa lưới lại đi đến bẫy tiếp theo nha. Mình có dính bấm máy cho cả nhà xem con đầu tiên mà chết nha cả nhà. Đây, bây giờ tưới chưa đựng con nào chân. Dính đâu đựng. Mình có một tay nữa nha cái này. Bờ này có hổng tay lưới dính hai con không ngựa đó. Đã rồi mới dính hai con lái nữa. Dính nhân lái nha bạn ạ. Có ông chủ đất ở bên ông dòm dòm quá trời. Đây mình qua góc mình hình quay cho các bạn xem nha. Đây còn lại bự nha cả nhà. Mạnh như vậy hả? Lắm mạnh. Nó lực mạnh. Ông dòm quá trời, ông dòm ở bên ở đây đâu phải có ổng không? Mình dòm thấy lạ lạ, ông dòm biết anh làm gì. Phải được mạnh bằng con này chắc cỡ 450 nửa ký được. Nửa ký. Con chủ nhà nên nói chuyện không lớn được nha cả nhà. Ông chủ đất bên kia chứ không phải đất đây. Dòm dòm mình hoài. Con hàng này nó ăn chậm dịch thôi chị. Lù lù.
chỗ gốc này sao cũng phải thế hữu hạnh ha. Thế này thế dài còn gì ngang đây nhíu chứ. Bắt buộc phải đi đường này. Nó không đi bờ này thôi, đi bờ nãy phải đi qua đây. Mấy mấy sới của anh làm gầm gầm lớn. Đang ta đang chụp đất nha cả nhà. Rồi con thứ hai nha cả nhà. Còn nãy chết rồi, còn nãy chết rồi. Chạy được. Bị lứng. Với con này mạnh lắm nha. Này con này mới dính buổi chiều qua thôi mà tải mạnh lắm cái lỗi này. Rồi cho nó vô đi có người. Công không dùm dùm rồi. Rồi một em lấy đầu tiên. Em này khoảng 4,5 nha. 4,5 gram nha. 4,5 rạp nha. Còn lại bự. Ừ. Đây. Rồi em mình nó sửa tay lưới lại nha cái nè. Này trong cái kẹt nên quay hơi khó. Có ông chủ đất phía bên kia nữa. Thôi mình xin tắt máy tại đây nha. Nào có dính bấm máy cho cái nhà xin nè. Con thứ hai nha cái nè. Đuối quá, ngồi nghỉ mệt chút xíu. Khỏi này trời nắng, em mình nằm bà tải luôn. Quá trời đuối. Nãy giờ gì đâu, còn lãi một mấy bạn ơi. Còn cái bờ này có cỡ 6 tay lưới nữa hết là vô tới lộ rồi. Mình lên xe về luôn mấy bạn ơi, chứ lộ bộ gì không nổi luôn. Bờ này đây trống khoảng 6 tay lưới nữa nha mấy bạn. Con nãy chết rồi. Chết, con này chết. Con đó mới chết rồi. Làm được. Còn một em sống mà con này khá nha mấy bạn. Trái mình dậm dài vô đây, dính con rắn bự nha mấy bạn ơi. Quá trời nãy giờ lội đuối rồi. Rồi thôi mình đi thôi ơi. Tranh thủ về để mưa nữa trời trời chuyển. Mấy bạn thấy đèn cảnh chưa hả? Đèn cảnh chân rồi mấy bạn ơi. Đi. Nãy giờ vô. Mưa. Vô dính nhiêu ăn nhiêu. Bữa nay chắc khắc quá. Ôi. Một đống kìa. Ê còn sống không? Sống không? Sống. Đây. Cẩn thận ơi, nó vàng nó bự. Ôi giời con nó bự mà anh ơi. Quá đã bạn ơi. Ôi giời cảm giác sướng. Con này bụng mới đẻ ra hay gì? Im. Giờ mình nắm mình lâu lên cho anh cho mấy bạn xem ha. Trên tay lưới này. Trên lên luôn. Cái lưới này con khúc mấy bạn, cái lưới này có 6 tấc à. Tay này 3,5 hả? 3,5 mà nó dính rồi, bạn hiểu nó bự cái nào đó. Nói chung con này tay 3,5 nó dính nữa, cái đầu nó hơi nhỏ ha. Cái hổ ngựa đậu nhỏ có hổ hành á, hổ hành mà 3,5 dính thì là con hổ chó đó. Hung như chó đó. Đây, các bạn thấy không? Lưới mình chỉ con khúc mình dài thôi mà mình bắt ngắn mà lớn đó mấy bạn thấy không? Bữa hổm con kia nó còn làm 2 con nữa đó nghe bạn. Ta kia có 2 con này, con khúc lớn rồi vậy nè. Ê, mình cầm cái gì nó đâu có can tắp mình ta, cầm nửa mình á. Đứng nhé. Nó nương từ là đâu sao? Một em con chó nha cả nhà. Ê, cái khúc trên này gỡ ngược ra được cái tâm. Đây chút nữa em chỉ đường. Quá đã nghe mấy bạn. Rồi cùng mang ở đây. Thôi giờ để anh bắt vô nha các bạn. Xử lý nó đi. Cái này con em mà phải 2 em là mình gác máy xuống mình tiếp em mình trời. Đúng là hổ chó mà. Khúc trên đó gỡ ngược lại được. Đó nó mới là lòn vô. Hay chậm, nếu dính lưới 3,5 chắc có khả năng chết. Ngọt này. Ngọt. Xíu. Lưới 3,5 mà còn vô được con khúc này. Nó to. Nhưng mà 3,5 cũng dính. Con này quá. Đón rồi khoảng nhiêu? Con này chắc chẹp ký. Con cặp gắn bữa hổm đó, cặp gắn của mình bữa hổm dính bên đó 2 con đó mấy bạn. Cặp đó về mình căng ký 6 đó mấy bạn. À, chắc con bự chắc khoảng 900g, nhỏ khoảng 700g ha. Ừ, con này chắc cỡ 900 thủ, 900 trở lên. Con này bằng cái con hôm bắt chuột người ta bự hơn nữa, bằng là cỡ đó. Đó. Chỗ nó có ve luôn hả? Có ve nghe các bạn. Ve cắn kìa.
nhà đeo với một con thẹo. Thôi giờ mình không ấy đâu, sẽ gỡ nó ra xử lý nó đi. Mình gỡ hơi chậm mấy bạn, biết sao không? Đừng mình dưỡng lưới lại mấy bạn ơi. Mình quấn tờ lưới lại nha. Ủa, tại con này có khả năng gỡ được. Gỡ cắt khúc dưới đó thôi. Cắt nhiều quá hết tờ lưới. Tờ lưới này cũng ngắn. Tờ lưới ngắn. Xài lưới cục cục không mấy bạn ơi. Bụi chuối nhào ra khiến chuột ăn thì lụm liền. Mình ở đây mình xài lưới cục cục đó không? Ít xài lưới dài, lưới dài không có chỗ văng. Xỉu đi, mình giả bộ xỉu mẹ đi. Xỉu rồi đó. Bộ xỉu. Xỉu nghe các bạn. Hả hồng rồi đó, hả hồng xỉu rồi đó. Hả hồng rồi xỉu rồi đó. Đó. Giả bộ xỉu hay nhào đi. Muốn kiếm đường chạy đó. Ụt hả? Ụt đâu nữa. Đang tới đây rồi. Đâu để chạy khơi được. Con này ngon không mấy bạn, vàng héo ha. Thôi, giờ mình xử lý cắt đi, gỡ ra luôn. Cắt đi, cắt đi. Cắt đi. Nãy giờ dính con trọng quá nên là anh em mình mừng quá nên bấm máy lâu nha mấy bạn. Chứ bằng lưới nè, xử lý nó lâu hơn lợp nha, lợp thì nhanh lắm. Lưới chậm lắm bạn. Lưới nó dính nhiều mặt là phải cắt nhiều. Lưới. Con nào mới dính thì còn đỡ, còn dính lâu lâu cắt nhiều mặt. Mặt lưới lấy nó ra được. Có ông anh ông chỉ ông nói sao không lấy không mua cái cây nhấp chỉ để nhấp cho nó mau, nghe mình có sử dụng nó rồi nhưng mà không được nha mấy bạn, mau xét lắm lý do là nó mau xét lắm, người nhấp nó nhạy 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 khó chịu lắm. Lưỡi lam mình đưa vô cái tực, đưa vô cái tực cái lụm nhanh nọ ông xíu đó, xíu gần cho bọn xíu kìa. Ê, đó đây ở đây gần mương à, xíu nó đi, xíu nó đi mấy bạn thấy không, xỉu nữa nè. Đó mà buông ra mình cái là anh là dễ à, gặp rồi. Đâu được, gặp mương này mà nhỏ mương sao lại ngược lại rồi. Nè bỏ xỉu nữa nè. Bỏ nó lật ngang. Bỏ năm lật ngang nè, nó hồng đó, bạn nên nó xỉu không? Đó kìa. Đó đó đó. Đó. Cầm lên cái xỉu nữa kìa. Đúng là không xỉu thiệt mà. Trời anh vô đó anh nằm giống như chết kìa. Dụ người ta đó. Không, con này buông chạy nhanh lắm nghe anh hai. Đấy, anh thấy nãy nó dọm xuống mương chơi, nó nhảy xuống mương rồi gỡ không lại nữa đó. Rồi ngon lành, con này vô cái nặng túi mấy bạn ơi. Hy vọng đây chống một con nữa cũng được nữa. Vậy cũng được rồi, cỡ mấy mùa này nó cũng ít mấy bạn ơi. Mấy mùa này mà gì là hạnh phúc, trời ơi để vô nặng liền mấy bạn ơi. Ngon lành rồi, em mình nó chăng lại nha. Đó, một đống hết có biết không, trời ông ra bộ cũng xỉu rồi kìa. Đừng nó xỉu hoài đó, là mình không ra chạy mất tiêu. Rồi thôi nghe mình xử lý tay lưới lại rồi đi đến mấy bảy tiếp theo nha, có dính hình bấm máy không có mình tổng kết cho cả nhà xem nha, tại còn có 4-5 tay nữa. Tay thứ hai nha cả nhà, cái bờ mình mới lụm em mà hổ chó cái bên này tới tay thứ hai luôn, cách dùng mấy thước à. Hiện trường kinh hoàng nữa mấy bạn ơi. Hiện trường đó hả? Một hiện trường này. Hiện trường đúng rồi. Rồi. Nè, đó. Đó, bạn thấy không? Đây. Đây nè, ngóc đầu lên tới đây. Trời ơi, hai con. Chú. Hai chú chà bá mấy bạn ơi. Trời ơi, nó lộn với kìa mấy bạn ơi. Nó lộn từ phèo với kìa. Rồi, bây giờ mình lên chấm này coi đâu vậy. Rồi, nha, mình đem tay lưới lên, hai anh em mình xử lý con hai con này nha. Hai chú. Mạnh chú bẩn không quá tại hiện trường này có trứng luôn, lọn lọn gắn qua cho nó đỡ hư có, để mình nhăn lại nó to lắm. Nhờ ra cái tối này nó quấn vô trồi vô nó mập luôn kìa, có trứng hết biết, còn có trứng một con nó muốn đẻ luôn á, còn đực cái đực đó nó mạnh đó, còn cái nó không vững bằng đực được, thấy không kìa nhỏ đại luôn kìa. Lên lên đi, bích lên đèn nóng lạnh nhào ra được nhổ luôn không. Đây mấy bạn thấy không, một tay lưới chỉ một khúc thôi làm hai con hiệu quả rất là nhiều nha mấy bạn, chưa có gì bẫy gắn hiệu quả bằng bẫy lớn nha mấy bạn. Có bao nhiêu là cứ dướng vào rồi mình kiếm
thế nào ở đó hay gì đó mình để máy đây, rồi mình dựng máy xuống mình hai anh em mình xử lý hai con rắn này nha cả nhà. Quá ngon, bữa nay hai anh em mình tính thù rồi chứ về ngồi nghỉ than phiền làm như ông thằng Linh đây ống hồ độ hay gì á. Rồi ngon lành, anh em mình sẽ xử lý nó nha. Này nắm lại đi em gỡ được chứ được dãy quá trời tét thịt luôn. Rồi thấy mấy cái có bóng rộng dãy không vậy chân mặn được nè, trên cái mình dính trước nè mấy tấn được đó. Trời được nó thông thường là gắn cái nó dính gắn được nó lại gắn cái dính dính cái đít này đừng nghĩa tao nói nghe mày nói hơi xào quá bởi vì nói chuyện với bạn nói chuyện lớn lớn mấy để xào quá nói chuyện với bạn nghe cái mấy bạn nói sao nói chuyện nhỏ quá tại để máy xa mấy bạn xa để mình xa. Mới thấy khung cảnh hết được nè xa phần chỉ còn phần mình văn lưới này mấy bạn mình né còn hơn điên chậm giống như điên chậm chậm ta chậm chậm đây một con đầu tiên nha mấy bạn con này cắn đực quá mạnh mấy bạn ơi vậy đực chóc da chân gắn mới dính mà chạy ghê con này con cái nó mập nè mấy bạn ơi ôi ôi trứng nó lư đây chân nè quá đã vô bánh yeah đó giờ mấy đồng nghiệp mình có ai ăn lẩu trứng rắn chưa nghe tên lạ không mấy bạn mà nói chơi nhiều khi cũng ít lắm còn như dùng của mình đây mình bảy lớn nó dính nhiều lắm mấy bạn ơi rắn trứng dính nhiều lắm rồi nặng tôi đây ôi trời để vô cái nặng này ý, quá đã vô bánh nha mấy bạn trời lại thêm một ngày trúng mánh nữa rồi bà mẹ gắn mày thở tôi tưởng mày địch không mày khỉ hết hồn chứ nãy giờ dãy quá mà tưởng gắn mà địch nó chạy luôn à này em mình đang cắt lưới ra để bắt nó ra các bạn tại nó bị vướng trứng á con này có trứng vô mánh các bạn ơi tính hai anh em mình thắt thu rồi nãy giờ lội đi đâu khoảng khoảng 4 cây số à. Đây lội trống nữa là về luôn đó còn có đây trống còn 3 tay nữa hả? 3 tay. Ừ, còn 2 3 tay nữa hả mà nãy đằng đó hết con không ngựa rồi. Đây nha các bạn. Hai tay kiền luôn. Giống như ngày hôm qua mấy có người ta có lần mình thăm ngày hôm qua đó mấy bạn. Có một về tới nhà mà hai tay dính hai con. Xỉu nữa rồi. Xỉu qua đây. Còn cái nữa có ký lên rồi đó túi quá chuyển bại thành thắng rồi rồi anh em mình xử lý tay lưới lại nha cả nhà rồi xử lý mình dằn lại quá quá nặng nha các bạn như đây là anh em mình bữa nay như là chúng lớn nha ba con lãi hả nhờ chết con. Con bốn con lại chết con bốn con rồi chết con còn ba con với một em hôn ngựa nha này theo mình đoán chắc khoảng khoảng 2 ký nha 2 ký trên 2 ký nó trên 2 ký rồi tại con hôn ngựa nãy cả ký rồi hai con lãi sau rồi cũng gần cái ký rồi nhưng con lãi kia cũng nhỏ lãi kia khoảng 250 gram chắc khoảng 2 ký ngoài nha tại túi này thấy gì chứ túi 3 gan nghe cả nhà chứ không phải là giỡn nha túi này túi 3 gan đó thấy nhỏ nhỏ có vỏ đựng túi này đựng hết khoảng 4 ký khỏe à tâm dư sức ném vô khoảng 4 ký nhỏ nhỏ chứ dữ lắm à rồi cho nó vô vỏ mình xin gác máy tại đây nha cả nhà rồi nào có dính nữa cái mình bấm máy cho cả nhà xem nha đây còn có 3 tay nữa đây chống 3 tay nữa mình gọi cho hot girl nó giải cứu bé nè rồi nè mấy bạn ơi đâm được trứng luôn nè đem lên cho mấy bạn xem trứng nó đẻ ra luôn hả chứ đẻ nữa nè mấy bạn mới xuống văng lên gặp đẻ trứng nè mấy bạn hay là con đó nó đẻ ra ta con đó đẻ ra gặp trứng ra nè rồi cho vào vỏ đi rồi em mình xử lý nào xử lý cái hiện trường này lại nha cả nhà quá tại cái hiện trường này kìa dây chì dây bọng gì làm văng lên chân nè các bạn lụm lên im lại rồi nào.
còn ba tay nữa có dính thì mình bấm máy, không có thì mình xin kết thúc clip nha cả nhà. Tiếp tục tay kế nãy tay thứ ba không dính tới tay thứ tư nha cả nhà, cũng bò này nữa nè. Anh Thằng không lẽ bữa nay anh em mình trúng mánh hả ta? Còn gì? Đầm xanh dơ một cục kìa mà mới chết sống nè. Ôi ôi, ôi ôi, hành hành. Còn sống. Trời ơi, rồi. Vô mánh mấy bạn ơi. Ui ui. Bữa nay quá dính các bạn ơi. Bữa nay gì đâu có mấy chục tay mà cái gì nó dính quá trời. Ê, em bé Na nha. Quá đã. Bánh mì. Bánh mì của mấy bạn nè. Không có bánh mì là ngon hơn nữa kìa. Ờ, không hành không phải bánh mì. Con này để đây gỡ luôn đi. Gỡ đây luôn hả? Gỡ đây luôn. Đây nghe mấy bạn. À đã. Con này xử lý về mặt lưới hả? Đang cục nè mấy bạn ơi. Con này khoảng như tâm chắc này hơi nhì quá. Ừ, nhắn nhì này 4 chấm. 500 400 á. Ờ, 4 chấm hơn 4 chấm mà chứ không bị không. Rồi kệ có được rồi, nhắn nhì con này mình đi thăm một buổi mà con này với con ngựa hồi nãy là thấy khỏe rồi. Mấy bạn biết hả, mình dồn hai luồng này mình đi có ngày một nè. Còn bây giờ mình tách ra hai luồng có 70 tay lưới mà đi hai ngày đó. Tại vì mình bận công việc đánh cà cuốc đó mấy bạn. Không rồi mấy bạn cũng thấy mình có chim lúc mấy lúc cà cuốc là gai theo. Thôi mừng hành quá trời mấy bạn ơi. Vô mánh. Cái bờ này gì mà cứu vớt đời trai của hai anh em mình lại ta. Bờ này không nãy giờ đâu có mấy tay mà dính. Bốn con luôn. Dạ. Hai con hai tay hết ba con rồi. Hai con không trời ơi trời mỉa rồi mấy bạn. Mỉa rồi. Lỡ rồi, lỡ mình cũng đi tính sao. Có cứt là có tiền. Thôi thôi đừng lẹo không tao nữa rồi. Lẹo nè bạn, chịch cái lẹo luôn thêm. Nãy giờ lỡ ngược khó quá nè, chơi trời xui đi, tốn cái lứ đi. Không hành không sao. Tốn mấy mặt lưới rồi đó nha. Chứ để gỡ kia nó quắn quắn cái đầu vô hơi nữa, nó xiết vô thêm. Rồi được rồi, được rồi. Quắn mình nữa bạn. Trời ơi, nó ỉa nó còn địch nữa. Ỉa tẹt tẹt, ỉa rỗng mày. Trời ơi, đi. Cái có tiền. Giờ quá mấy bạn ơi. Đây. Có tiền nha mấy bạn. Tại nãy bữa dính này nặng gắn cái bữa còn rồi, đi lù lù lùm nữa. Cho nó vô túi luôn coi. Quá mấy bạn ơi. Túi gắn mình lại đây nha. Em này vô nữa là 2 ký mấy. Ngày bữa nay chúng lớn nha mấy bạn. Có nhiều tài lứ mà dính gì là quá trời rồi. Này mà anh bạn kinh bế gắn Cần Thơ anh gặp cho anh ham lắm quá ta. Dạ, anh bạn có xem clip này em báo với anh bữa nay em thăm có 3 mấy tay nữa nè em bạn. Một túi gì nữa rồi nè. Bữa nay kinh của em chúng lớn nữa rồi, anh bạn ơi. Ngày hôm qua ảnh có xuống đây thăm mà mình xách túi lưới đâu cả 4 ký luôn gắn đi bán ảnh nói sao dính dữ vậy. Rồi vô mánh. Ôi ơi nó nặng. Ừ tay mà cầm phải gồng chuột lên nữa mà cái bữa anh bạn xuống đây là còn mấy gắn chết mình không có đem nữa đó các bạn, còn gắn chết nữa đó chứ đừng gắn sống nhiều nữa còn chết nữa. Rồi nghe mình nó xử lý tay lưới lại nha, nãy giờ mình điện hot girl lên rước giải cứu bé Nà, giải cứu hai anh em mình đợi hoái không công nữa. Rồi thôi về tới nhà mình tổng kết cho mấy bạn xem luôn. Tiếp tục là còn một tay cuối cùng. Hôm nay mình về tới nhà nha mấy bạn. Đây là cái nhà quyền thoại của mình đây nè. Đó. Bữa nay đem ra ngoài này tổng kết để thôi mấy bạn nói có mấy con quay hoài. Về tới nhà nè. Rồi tổng kết cho mấy bạn xem nha. Đây một con gắn lãi hồi nãy con đầu tiên mở hàng, con đầu tiên mở chết hai anh em mình nói rồi bữa nay coi như thất thu rồi. Con quỷ con hổ xỉu nó xỉu rồi kìa. Cho nó xỉu đi. Đụng đụng nó xỉu rồi kìa. Xỉu gì chứ hơi buông ra chạy cái hụ rồi. Rồi nghe mình lấy ra tổng kết cho mấy bạn xem nha. Thành quả bữa nay chúng lớn chúng to luôn nha mấy bạn. Hai con lãi bự này chắc mình đỏ phải làm bộ xỉu kìa. Để ngửa lên nó mới xỉu. Thổi con này là nó nhảo chạy luôn á chứ xỉu gì đó. Xỉu đó đậm lên xỉu cho buông ra đó nhảo nhãn mương liền nghe mấy bạn.
cẩn thận với anh quay lật ngửa lên lại xíu nè, lật ngửa lên đụng nó lật à đó hay không, lật ngửa lên lại xíu nè, đang bung lên lại xíu nè, có cầm dở lên xíu à, để xuống thì để tỉnh nha bạn, chạy ra chơi nhảy mương hết bắt luôn á. Con hổ xỉu ba con lái con hành đây cầm con hành đây. Ây, một em hành nè mấy bạn. Nó dậy lắm dậy. Rồi, cầm em hành này vô luôn đi. Hành này chắc khoảng 400, 450 rồi, tao mày không tới nửa ký đâu. 400, 450. Trời ơi, vậy á. Trời ơi, có cức rồi, có tiền mấy bạn. Đây. Vậy á. Đây mấy bạn ơi. Hết đường cầm, chỉ đường gì thôi. Quá, bữa nay là nhiêu nha mấy bạn. Rồi. Quá trời rồi, hết, cầm hết nổi luôn, nó dài, nó thòng, nó dài kìa. Đây. Rồi thôi chào tất cả các bạn, clip này đi quá trời bữa nay. Rồi chào cả nhà luôn. Rồi chào cả nhà clip này nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thành quả bữa nay là trúng lớn nha cả nhà. Rồi hẹn cả nhà ở clip sau nha.